Luôn này cả nhà. Bánh xào vịt. Yeah, hôm nay em muốn đổi món là mới ăn tôm thịt ngoài ngạn rồi đi ăn bánh bánh bèo thịt vịt. Yeah. Dạ là cả nhà. Beans brand and duck. Bây giờ em đi nắp nha. Đó. Rồi bên này em mà chờ. Em chờ bạn đi cả nhà. Đó, wow. Tóc Em đổ hôm nay đổ hai chảo luôn. hàn. À, nãy giờ em làm được mấy cái ở bên với cái kia. À, Đúng quá. không? Hello, welcome to my family channel. Thank you for watching. Hello cả nhà, hôm nay em đổ bánh xèo nè cả nhà. Em đổ bánh xèo với thịt vịt nè cả nhà. Đó, thịt vịt em mua về rồi em lấy cái ức em thái mỏng ra rồi em xào qua nè cả nhà. Lại bột này thì em ủ 3 tiếng rồi nè cả nhà này. Em làm bột này là em chế thêm tí bia nữa cả nhà. Cái này là giá. Đó. Giờ bên này em mới đổ thử một cái này. Hôm nay em đổ hai chảo. Đó. Giá với thịt vịt đó cả nhà. Đổ thử thịt răng thấy mấy người đổ thịt vịt ngon quá. Bây giờ mua thịt vịt về để thử nha cả nhà. Rồi em đổ đã nha. Bây giờ em bỏ vịt vô này cả nhà. Bánh xào vịt. Yeah, hôm nay em muốn đổi món là mới ăn tôm thịt ngoài ngạn rồi đi ăn bánh bánh bèo thịt vịt. Dạ. Dạ là cả nhà. Beans brand and duck. Bây giờ em đi nắp nha. Đó. Rồi bên này em mà chờ. Em chờ bạn đi cả nhà. Đó, wow. Em đổ hôm nay đổ hai chảo luôn. Tóc hàn. À, nãy giờ em làm được mấy cái ở bên với cái kia. À, đúng không? Quá trời ngon. Hôm nay là tóc hành tại vì đói rồi. Đói bụng hôm nay đi xây làm vật liệu xây dựng đói bụng quá rồi. Làm vườn. Dạ, bean sprout. Đây thịt vịt đất. Bột. Nước mắm. Nước mắm. Nước mắm nhìn ngon quá. Đúng người châu Á lúc nào cũng có nước mắm trong nhà hết. Ăn gì cũng có nước mắm hết. Bây giờ em đổ chào, bây giờ cả nhà cùng nhận cho cả nhà này. Đó. Wow, ngon quá à. Đó. Đổ dầu vào. Đổ bột vào. Bột nè cả nhà. Lâu ngày không có bánh xèo lên. Bây giờ tập này tập có bánh xèo. Rồi em tẩy nắp một tí cho nó chín nè nè. Tẩy nắp á, bây giờ. Đó. Em mới bỏ nhân. Này em tự lên nè cái này. Wow, cái chảo nó hơi mỏng. Em bỏ nhân nha cả nhà. Thịt vịt này. Dạ. Rồi đây nạp. Không có xà lách hả? Xà lách ngoài xong rồi hết rồi. Bây giờ em ra em bỏ cái dừa thôi. Tắt máy đi ra bỏ cái dừa chứ em. Em rửa sẵn hết ngoài. Xà lách này cả nhà. Mình đổ xuống mình xem. Đó, cái xèo. Cuốn salad. Bên đây em không có bánh ngọt, bánh gì? Cải gì? Cải yeah. Cải ngọt. Cải ngọt
cải xanh, cải bé xanh. Cũng phải lắng cỏ, nhưng mà mua đây không cỏ, mua hai nó mới cỏ. Mùa này có cải xanh lắm, không trồng được nên có salad thôi. Salad này ăn cũng ok. Tại vì hôm nay anh đi chơi, anh đi làm về bắt đầu cũng mua rau thơm nó đâu được đâu. Nhưng có rau thơm nó cũng ngon nữa. Ăn đơn giản. Tại vì làm về cũng shop Việt Nam, shop châu Á đóng cửa hết cả nhà. Nên về thẳng nhà luôn. Có bắp salad là anh có dưa leo, tấm ngọc muốn ăn dưa leo, tất cả cũng bị dưa leo. Thôi khỏi đi, ăn cái này có đâu có ăn dưa leo đâu, cho vậy gỏi cuốn, gỏi cuốn hoặc bánh cuốn đâu. Alo cả nhà, con đưa muỗng vị tủ vị chopstick nha. Ok, dạ em mời cả nhà ăn bánh xèo với nhà em luôn cả nhà. Cả nhà ăn bánh xèo với nhà của con. Giỏi, hôm nay giỏi quá. Dạ, mời cả nhà ăn bánh xèo cùng gia đình Hana Cuộc Sống Anh Quốc. Ừ, bỏ đi cho con. Mời ông bà cô chú, anh chị, các bạn ăn bánh xèo. Mời cả nhà ăn luôn. Cần hết luôn. À, dinh bệnh như vậy thôi chứ ngoài nó vàng lắm cả nhà. Vô trong nó hơi đen 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 tí. Nó giòn lắm này cả nhà, thấy chưa? Wow, thấy nó giòn này cả nhà này. Mời ăn bánh xèo, ăn sao cho quên rồi, lâu quá nhỉ. Ừ, mẹ quên thì bỏ ra đi, ba lấy giá cho con. Nè, con lấy gì vậy? Con ăn giá thử đi. Con ăn giá không? Thôi ba lấy giá ra cho con kìa. Ông này không làm hai ba cái cho con. Mẹ quên đi. Má mì tưởng không biết ăn giá rồi. Ừ, sorry. Rồi vậy được con. Đó. Bỏ thịt vịt qua cho con. Nó về bất kỳ bánh nào. Con em nó ăn giả mà em quên đi. Đó. Rồi con ngồi xuống đi con. Rồi xuống ăn đi. Đó. Quá trời ngon. Giá con ngon quá trời luôn. Con bỏ xuống đó đi. Bánh nó bị bể rồi. Anh gặp gì kia vậy? Bánh nó bị bể. Hôm nay ăn bánh xèo với thịt vịt. Anh lấy nước mắm qua bên anh kìa. Dạ. Mắm qua đây. Anh này cho con cái chén cho non hằng muộn chậm thì cho con miệng đây. Ý xưa. Dạ. Cay lắm á. Không, cũng cay mẹ đâu. Không cay đâu. Ừ, vượt vượt ra cho con. Đó. Hôm nay muộn chậm được mắm luôn. Đó. Mất luôn, chơi luôn. Rồi, cái này xé ra luôn. Ăn vậy luôn. Cái bánh xèo này mà ăn mùa hè đây đủ rau là ngon lắm cả nha. Đó. Con do hả nè? Dạ. Ừ, đã. Con ăn rau nữa hả? Mua hơi dội vậy ta? Để ba xẻ cho. Nhỏ nhỏ thôi. Ồ, vậy. Đó, thì chứ nó giòn chưa? Ừ. Ngon, ngon. Con không giòn mẹ. Con giòn mà. Nha. Đúng rồi. Bữa nào mua hè mẹ đổ, mẹ ra ngoài vườn mẹ đổ bánh xèo này, mẹ mua rau đây đủ luôn cho nó ngon con ạ. Này đi về mà sổ Việt Nam nó đóng cửa rồi. Chỉ có ăn salad thôi cả nhà. Nhưng mà được là bánh xèo này được mặm ngon nó cũng ngon hết à. Hòa Cương ăn kỹ thế chưa? ngon quá. Nói không. Cương ăn mà làm em đói bụng nữa chứ phải. Và hả nãy em bây giờ chạm được mặm được cả nhà ơi. Mày ăn giống nữa. Ôi giời quá. Hồi nóng rồi con. Anh còn ngon không ăn kỹ thế ra anh? Ngon. Đói bụng mất. Đói bụng ăn chi ngon dừa hưởng thân ngon nữa. Con chưa cơm xong ha. Dung ơi. Ta chi cơm. Mình trước thôi. Con chưa cơm xong nữa. Đi ăn mà mami cũng đói bụng theo nữa chứ phải. Con phải ăn chưa mami ăn. Thôi con ăn đi cho nó nặng con sao đó. Mẹ ăn sao đó mẹ quên tị đó.
Xìu có xào đâu, ăn đi. Chị ăn đi rồi mẹ ăn sao. Mẹ quay đã đi ăn tí rồi thế. Ủa, à. Ngon. Hôm nay đổ hai chảo nên thành ra nó cũng nhanh cả nhà. Ai đổ hai chảo, ai đổ? Mẹ đổ con đó. Hai chảo. Cái chảo mỏng kia mua nên như mới đổ cái bánh nó cũng được ngon nhưng mà này nó hơi vàng 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 tí. Nhưng mà ngoài thì nó cũng chảy đâu cả nhà. Nhìn trong nó vậy đó. từ từ. Có măng con? Không cháy đâu. Vậy nó cũng cay nhưng mà mẹ sợ hơi măng, còn măng không? Không. Ừ. Không bỏ mình xịt vô. Ok, bỏ mình xịt vô nữa. Wow. Giỏi quá. Bỏ nhiều sụn thì bỏ nhiều xịt. Yeah, bấm. Wow. Ngon quá. Anh là giỏi quá. When that you get with them, you get out and you get talk about cup, talk about. Rồi bây giờ hai cha con bye bye cả nhà đi. Oh, wow. Trời ơi. Dạ em bye bye cả nhà luôn. Con. Dạ con bye. Rồi. Hello cả nhà, cho tới mở mấy cái. Mấy cái nhìn qua mẹ đi. Trước đây mình đi lễ, mình mở mẹ cái cô kẹp tóc. Kẹp đó. Ai cho con? Cô cho con thank you cô. Ừ, con có thích không? Dạ. Bây giờ con mở đi. Vì cái đâu vậy? Đồ lên. Ừ thì con mở đi. Em hấp. Thì con mở đi. Không khá được. Cho con. Năm à. Mẹ, vậy thôi. Hả? Bóp lại. Ừ. Rồi anh kẹp bên ở đâu cho con đi. Kẹp bên cho con đó. Rồi. Quá tuyệt vời. Đúng rồi mẹ. Wow. Đẹp quá. Try one đi. Bây giờ mở tiếp. Kẹp lên hết luôn thôi kẹp. Con mở cái đó. Nó điều đà cho nó cái nhà. Đủ kẹp thịt làm gì mà mở đá cho nó mệt con. Để bữa nào đi chơi cho mẹ rồi. Kẹp cho con. Quá tuyệt vời. Rồi bây giờ con mở qua ra đi. Quả phụ mua nhiều quá. Một set. Hai set. Ba set. Bốn set. Vẫn chạy đôi dẹp nữa. Đẹp quá đẹp. Thôi được rồi. Mở con nó muốn mở ra hết, nó bòn, nó bòn, nó cái hộp á. Xài, bây giờ xài xong nó mở. Lỡ thì thôi. Xài xong có mở từ từ. Đúng đó, cả nhà em uống nước gừng và mật ong đó cả nhà. Cả nhà em mật ong, gừng. Trời lạnh quá. Uống vậy cho nó đỡ hả cả nhà. Tụi nào cũng làm đi vậy đó. Con mở ra tấn cãi con đừng có xẻ như vậy. Ngon quá. Lúc nãy ăn bánh xèo giờ lên mở khơi kẹt quá. Lúc nãy mới ăn bánh xèo giờ lên muốn mật ong. Con gái thì mở. Con mở tấn cãi ra thôi. Xẻ để cho đau tay nữa. Đó thì cái bà mở ra vậy nè. Hay gì mà cũng về quý đó, quý mà mẹ về cả nhà đó cả nhà. Cái này con phải lấy kéo bị tắt cái này. Thì lấy kéo đi. Rồi, đã giật ra được rồi. À. Đi đâu mà thích mua mấy cái kẹp cái cây này đó. Yeah. Có nhiều quá. Có nhiều quá. Cũng mượn hay. Xong con phải đi. Thôi vậy được rồi ha. Ừ. Mở hết đâu. Thôi mở hết. Thôi được rồi, clip chai rồi. Bye bye cả nhà đi. Một cái nữa. Ok, còn cái nữa. Không gãi tôi. Điều đa lắm cả nhà ơi.
Dừng dớt cái ly nước của bà kìa. Thôi đừng có làm lên nữa mà lạ cười ra cho con nữa. Tao mi nói con nghe gì hết vậy? Bữa nào đi chơi rồi mẹ làm cho. Một tuổi rồi mà. Cả nhà thấy đó. Ok. Bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Con nói chị đã. Ừ, con nói đi. Chưa con nói chị đã. Con muốn nói chị cả nhà. Con nói đi. Đó, đau tóc rồi. Cả nhà lộ cái nhà chị. Baby pink hay light pink đó đi. Light pink. Light pink, baby pink, con có baby pink, baby pink mermaid, with dark pink mermaid, with light blue mermaid. Mermaid là người cá, màu xanh, người cá màu màu hồng. Với cái tím. Flower màu pink. Bông hồng màu, bông hồng hả? Với cái polka dot flower. Với xăm cái day cái flower với cái có cái diamond với cái dot blue xinh đẹp đó. Với này cái permission permission. Có dăm tay, có dăm tay đó. À ơi.